sẽ giới thiệu cho mọi người một dòng máy quét của Honeywell, tức là 1250G, dòng máy quét mã vạch 1D có dây. Dòng máy quét được thiết kế phù hợp với các nhu cầu trong bán lẻ và sản xuất. Rồi sau đây chúng ta sẽ tiến hành mở hộp sản phẩm 1250G. Đầu tiên chúng ta có máy quét, kế tiếp là dây kết nối với máy tính và cuối cùng là giá đỡ máy. Về cấu tạo, máy có thiết kế dạng tay cầm đứng, dễ dàng sử dụng, chất liệu nhựa chắc chắn, có độ bền cao. Tính năng, máy có khả năng đọc xa, hỗ trợ kết nối với hầu hết thiết bị. Quét đơn tia, chỉ dùng cho mã vạch 1D. Máy phù hợp với tất cả các nhu cầu quét mã vạch 1D trong bán lẻ. Ở đây Việt sẽ tiến hành demo máy quét 1250G ha. Thì Việt đã có trên tay là các mẫu mã vạch demo ha. Bây giờ Việt sẽ quét thử ha. Chúng ta có rất nhiều loại mã vạch khác nhau, mã vạch 393, mã vạch 128, mã vạch 13. Chúng ta quét từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên ha, một lần rồi. Rõ ràng là chúng ta thấy được là máy quét mã vạch 1250G quét rất tốt mã vạch 1D ha. Thì sau này kế tiếp chúng ta sẽ test một trường hợp là mã vạch bị phai mờ, bị làm hư hại, thì xem máy quét 1250G này có đọc được không ha. Ở đây là mình đã có một cái mã vạch ha. Rõ ràng mọi người thấy đây là mã vạch là bị lem ha, bị chày rất nhiều. Chúng ta rõ ràng thấy là máy quét mã vạch 1250G vẫn hoạt động tốt với các mã vạch bị lem ha, bị chày ha. Thì vừa rồi Việt đã giới thiệu cho mọi người xong dòng máy quét 1250G của hãng Honeywell. Nếu mọi người có thắc mắc hoặc là cần tư vấn về sản phẩm này thêm thì hãy liên hệ với số hotline 1900 3438 hoặc truy cập vào các đường link bên dưới video này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp mọi người ở các video sau.